Thưa quý vị, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích của đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang kịp thời tiếp sức cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng vững tin sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Sáng nay ngày 16 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng và các mạnh thường quân tổ chức chương trình 7 ngày yêu thương chung tay vượt qua dịch bệnh tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Chương trình trao 2.100 suất quà với tổng giá trị là 525 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại 7 quận huyện trên địa bàn thành phố. Mỗi quận huyện nhận được hỗ trợ 300 suất để phân chia cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi suất quà trị giá khoảng 250.000 đồng, bao gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm. Giá trị những món quà tuy còn khiêm tốn, nhưng đã kịp thời giúp người lao động nghèo mất việc, những hộ khó khăn vượt qua dịch bệnh. Em rất chi cảm ơn, em mừng lắm, tại vì giờ trời chỉ có một cái gạo không thôi là em cũng rất chi là mừng, tại vì giờ em không có thể làm ra đồng tiền mua được hay Hà Nam đi, em chỉ ở nhà lo cho chồng thôi. Nhưng mà còn phải chạy tiền dài vượt đi cho con học hành nữa. Nên giờ trời chỉ còn một món quà gì nhỏ, một cuốn mì tôm, em cũng rất mừng, rất chi là cảm ơn. Bên cạnh việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người gặp khó, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang còn phối hợp với bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và các tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong thời gian đến. Thời gian qua thì lực lượng vũ trang thành phố đã cùng với các lực lượng tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Cơn bão số 5 đã đổ bộ vào thành phố. Chúng tôi đã cùng với các lực lượng kết hợp vừa phòng chống bão mà vừa phòng chống dịch, vận động bà con, di dời bà con đến những nơi trú ẩn an toàn nhưng cũng bảo đảm được phòng chống dịch. Và thời gian đến thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục thực hiện các cái chương trình theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố và cũng như của Chính phủ, triển khai nhiều hoạt động tốt hơn nữa để làm ấm lòng bà con trong những lúc khó khăn dịch bệnh này. Theo kế hoạch, chương trình 7 ngày yêu thương chung tay vượt qua dịch bệnh do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ tiếp tục trao cho các quận còn lại vào ngày mai ngày 17 tháng 9.